Xong rồi, xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2023. Em vừa về một loạt 20 cái chiếc máy rửa bát dòng TM các bác nhé. Cũng có những con trắng, có những con vàng. Đây, giá thành thì bên em cái dòng TM để bán cực hợp lý luôn. Có những cái con TM8 như này. Đây, bên em chỉ bán 4 triệu lùi thôi nhé. Đây, giá dao động từ gần 3 triệu cho đến 4 triệu lùi thôi cho một con máy TM, từ mã TM1 cho đến TM8. Đây, giá thành thì bán cho các bác rất là hợp lý nhé. Bảo hành 1 năm tất cả các lỗi lầm luôn. Đấy, bảo hành 1 năm nhé, tất cả các lỗi. Đấy. Đấy. Cho nên các bác yên tâm nhé, máy rất là nhiều. Giá thành thì cực hợp lý cho các bác luôn. Các bác mua bên shop em, giá thành em bán rất là hợp lý nhé. Bảo hành trách nhiệm cho các bác các thể loại luôn các bác nhé. Rất là nhiều TM. Dòng TL vẫn còn đây. Đây dòng TL mới còn những cái máy dọn rồi nhé. Rồi cả trong này là những cái máy chưa dọn. Đấy, cũng sẽ dọn xong và lên sóng các bác nhé. Rất là nhiều. Chào các bác.